Mùa cưới đã đến rồi, chắc hẳn trong vài ngày tới Netflix của bạn sẽ ngập tràn tin vui từ các cặp đôi nhỉ. Giới hoa tinh cũng không ngoại lệ, hết Mai Nguyễn, giảng viên Âu Hà My thì mới đây, riêng kiếp nổi tiếng khắp đất Hà Thành Giang Lê cũng thông báo về chung một nhà với bạn trai là hoa boy nổi tiếng không kém. Vào sáng hôm nay ngày 29 tháng 9, đám hỏi cực Linh Đình đã diễn ra tại Hà Nội. Không chỉ gia đình hai bên mà bạn bè ai nấy đều vui vẻ và dành nhiều lời chúc mừng cho happy ending này. Bên cạnh những comment khen ngợi xứng đôi dừa lứa thì không ít cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra chi tiết vàng đeo mỏi cổ của cô dâu. Mới đám hỏi mà đã hoàn tránh như vậy rồi, chẳng hay đám cưới sẽ như thế nào. Ảnh đám hỏi được bạn của Real Kid chia sẻ trên trang cá nhân. Trong cô dâu chú rể có đẹp đôi không này? Khoảnh khắc tình cảm của Cao Bô Real Kid Hoa Boy. Trước đó, Giang Lê cùng hôn phu Thái Bá Nam đã tung ra những tấm hình tại các địa điểm nổi tiếng ở nước Pháp. Được biết, bộ ảnh được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia người Ý và Hồng Kông. Đối với fan của Cao Bô trai tài gái sắc này thì đây là một tin mừng động trời không thể lường trước được. Nhìn dàn hoa cưới hoàng tráng này, không ai nghĩ cả ekip đã mất cả đêm. Chuẩn bị thiệp cưới nữa.